iPhone 14 Plus và iPhone 12 Pro Max. Nghe thì nó chênh nhau hai đời, thế nhưng nó lại có khá nhiều thứ nó tương đồng với nhau. Thứ nhất, nó đều có tai thỏ này, nó đều có màn hình 60Hz này. Đó. Và mức giá của nó thì cũng sàn sàn nhau này. Thế thì rõ ràng nếu như chúng ta mua iPhone 14 Plus, các bạn nhìn ngay vào một cái yếu tố là chúng ta có một cái máy đét mới hơn. Nhưng, nó còn đắt hơn so sánh với iPhone 12 Pro Max nữa. Thế nhưng mà iPhone 12 Pro Max nó đã có khung viền kim loại xịn sò, nó đã có cái camera 3 ống kính. Và nó như thế nào thì nó là một cái dòng thuộc phân khúc dòng Pro, nó vẫn sẽ cao hơn so sánh với dòng thông thường. Thế thì so sánh hai cái điện thoại này trong video ngày hôm nay, mình tin sẽ là một trong nhiều yếu tố mà các bạn sẽ quan tâm đến rất nhiều. Bởi vì iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max dùng rất ngon, nhưng các bạn cũng biết là cái yếu tố liên quan đến vấn đề màn hình thì nhiều người e ngại. Vậy nên họ vẫn chấp nhận cắn răng, mình dùng từ ở đây là cắn răng nha, chịu đựng cái màn hình 60Hz trên iPhone 14 Plus hay là iPhone 12 Pro Max để có một sự an toàn hơn. Thế thì chấp nhận cắn răng rồi thì lỡ cắn đến đâu các bạn nhỉ? Bắt đầu nói kỹ hơn, nghe sơn trôi nhé. Các bạn lưu ý một chút xíu là trong thời gian sắp tới tại OneWay thì chúng ta sẽ có dịp sale đợt Giáng sinh. Và đây cũng là một cái dịp sale khá là lớn hồi cuối năm nay. Tại OneWay thì các bạn cũng biết là cuối năm rồi, kích cầu để mà tăng doanh thu, tăng số bán, nhưng mà cái Tết còn ấm no, chứ không thì cũng toang lắm. Và trong cái đợt này thì sale rất nhiều sản phẩm, từ điện thoại, từ laptop, từ những món đồ phụ kiện, thì các bạn có thể tham khảo tại OneWay thông qua đường link phía bên dưới. Còn mức giá cụ thể của hai sản phẩm này thì mình cũng để link phía bên dưới luôn, các bạn nhớ click vào để mà tham khảo tại thời điểm các bạn xem được cái video nhé. Chứ còn cái mức giá đang hiện lên trên màn hình ấy, thì có thể nó cũng sẽ thay đổi vào thời điểm các bạn xem được cái video này đấy. Ok, rồi yếu tố đầu tiên, nó đều là màn hình 60Hz, đều là tai thỏ và đều có kích thước là 6,7 inch. Thì cái liên quan đến trải nghiệm về mặt hiển thị thì mình đánh giá hai sản phẩm này có thể nói là tương đương nhau. Nhưng mà cái tai thỏ thì cái khu vực notch, cái diện tích ở đây này, thì iPhone 14 Plus nó sẽ to hơn ở cái cụm này. Tức là cái cụm camera của chúng ta nó được thu bé lại một chút xíu. Thực ra cái này cũng chỉ là một yếu tố rất là nhỏ thôi, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Về màn hình thì cả hai cái cũng ngang ngang nhau thôi. Nhìn kỹ hơn tí thì iPhone 14 Plus nó sẽ mỏng hơn so sánh với con iPhone 12 Pro Max một tẹo. Nhìn thì đặt cạnh các bạn sẽ thấy cái điều khác biệt rõ ràng ngay. Tuy nhiên thì dùng thực tế thì mình nói thật với các bạn cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Nên là với cái yếu tố mặt trước như này thì tổng quan là nó giống nhau. Cái mặt lưng đằng sau này mới là cái yếu tố tạo nên nhiều sự khác biệt và chúng ta tranh cãi nhiều nhất. Tranh cãi là bởi vì một bên nó là cái kính nhám mờ. Màu của iPhone 12 Pro Max thì bản thân mình đánh giá nó cũng không có thứ gì nó quá đặc biệt cả. Cho dù là cái thời gian trước đây lúc mình dùng con iPhone 12 Pro Max thì mình dùng cái màu gold chắc là đỡ nhất. Chứ cái màu xám kiểu titan như này này, gọi là màu black nhưng mà nó hơi xám xám một chút xíu, thì nhiều người lại đánh giá nó thích hơn. Cái đấy mỗi người một gu thôi. Nhưng mà nhìn sang con iPhone 14 Plus thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay một điều, đấy là nó nổi bật hơn hẳn. Tại vì cái màu sắc của chúng ta nhìn nó trẻ trung, tươi tắn hơn. Và cái kiểu kính bóng ấy, nhìn nó cũng hay ho hơn. Chưa kể cái cụm camera đặt chéo thì nó vẫn là một thứ gì đấy tạo nên cái kiểu nó xấu lạ ấy các bạn. Với bản thân mình thì nó là xấu lạ, nhưng không biết các bạn có thấy đẹp hay là không. Có cái cụm 3 camera đặt theo kiểu dạng hình tam giác đều như thế này trên iPhone từ 11 series, cụ thể là 11 Pro, 11 Pro Max đến bây giờ, thì nó vẫn là một thứ gì đấy nó gọi là cân đối về mặt trải nghiệm và về mặt thiết kế rồi. Về cái đấy chắc là chúng ta không phải bàn đến quá nhiều. iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 Pro cũng là cái dòng điện thoại đầu tiên được trang bị cái cảm biến LiDAR này để giúp cho chúng ta có thể chụp hình xóa phông tốt hơn. Đó, thì tổng quan mặt lưng nó là như vậy. Được chưa? Các bạn thích cái nào hơn? Nhưng có một thứ mà chúng ta phải thẳng thắn với nhau, đó là cái phần khung viền. Thì một bên nó là khung viền nhôm, một bên nó là khung viền thép. Thì mình cứ thẳng thắn với nhau rõ ràng luôn, đó là viền nhôm thì không bao giờ bền được bằng viền thép. Cho dù các bạn có dùng giữ đến đâu chăng nữa, thậm chí cho dù các bạn có dán PPF các thứ để bảo vệ các kiểu này nọ lọ chai, thì sau một thời gian dài sử dụng, viền nhôm cũng không bao giờ bền được như viền thép. Đương nhiên là cái yếu tố liên quan đến vụ chóc sơn ấy, thì cho dù là viền nhôm trên mấy con iPhone kiểu dòng thông thường 14, 15 các thứ đều chóc hết. Rồi iPhone 12 Pro Max viền thép thì gặp cái vụ bong chóc cũng rất là nhiều. Đặc biệt là khi mà các bạn làm rơi rớt một chút xíu gì đó, cái lớp sơn của chúng ta nó không còn được liền mạch lại với nhau ạ. Đã bong chóc ra rồi, rồi chúng ta lấy tay cạy, hoặc là thậm chí các bạn dán PPF mà lột ra nó bay cả mảng cũng được, chuyện rất bình thường. Nhưng mà nhìn vào một cách sâu xa thì khung viền thép nó giúp cho máy chịu lực tốt hơn và nó hạn chế tối đa cái yếu tố bị xước răm răm hay là những cái lấm tấm li ti giống như trên khung viền nhôm của những con iPhone chúng ta đã quá quen thuộc từ trước trên này rồi. Nên thậm chí là yếu tố liên quan đến trải nghiệm sử dụng hay là độ đẹp, độ sang chảnh, rồi khung viền thép các thứ, thì 12 Pro Max nó vẫn là một cái điểm cộng các bạn nhé.
Ok, bây giờ mới đi vào những yếu tố quan trọng nhất này. Hay nói về cái hiệu năng, thì mình tự tin luôn với mọi người, A14 trên con iPhone 12 nó đã không còn thực sự quá mạnh so sánh với A15 trên con iPhone 14 Plus này nữa rồi. Đó, iPhone 14 Plus nếu nói một cách đúng đắn ra thì cái hiệu năng của nó tương đương với cái iPhone 13. Nó chỉ thêm có một nhân GPU thì không ảnh hưởng gì quá nhiều. Thế nhưng mà nó vẫn là một thứ gì đấy nhảy vọt so sánh với con iPhone 14. Xét về cái yếu tố, đấy là tối ưu nhiệt độ và cái sự ổn định về mặt hiệu năng. Thật ra mà nói thì trải nghiệm chơi game hay là sử dụng hàng ngày thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ không nhận ra nhiều sự khác biệt giữa hai cái điện thoại này. Các bạn sẽ nhận ra cái điều rõ rệt nhất, đó là trong quá trình chúng ta chơi game thì iPhone 14 Plus nó ít nóng hơn so sánh với iPhone 12 Pro Max rất là nhiều. Nó đến từ 3 yếu tố. Một là con chip được tối ưu về vấn đề nhiệt độ tốt hơn và hiệu năng nó ngon hơn. Yếu tố thứ hai đó là trên con iPhone 14 Plus này, khi mà tháo ra chúng ta có một cái lớp ở giữa, nó là một cái lớp kiểu dạng tản nhiệt một phần để mà đẩy nhiệt độ ra bên ngoài, ra viền, ra mặt lưng. Và cái tay của chúng ta khi thao tác vào cái phần để màn hình trên con iPhone 14 Plus này thì nó sẽ không bị nóng quá nhiều như là trên iPhone 12 Pro Max. Về yếu tố thứ ba, mình tin chắc chắn nó đến từ cái việc đấy là con iPhone 12 Pro Max nó quá mỏng, nó mỏng hơn hẳn so sánh với iPhone 14 Plus. Và mình nhận ra một cái điều đấy là cái iPhone từ cái thời mà 12 Pro, 12 Pro Max mà mình còn review và đánh giá rất là nhiều thì máy nó bị quá nhiệt rất là nhanh, bởi vì máy nó quá mỏng và chúng ta không có không gian để thả nhiệt. Đấy là một cái vấn đề mà rõ ràng là chúng ta sẽ phải chấp nhận trên một cái điện thoại cũng đã ra mắt một thời gian rất là lâu rồi. Cũng rất may nhé, rất may ở cái thời điểm hiện tại chúng ta có rất nhiều những con quạt tản nhiệt gió lạnh. Ví dụ hiện tại shop xịn store nhà mình có bán cái mã đấy là LS01 và LS02. Cái mã đó có khả năng làm lạnh xuống dưới 0 độ C trên cái bề mặt khi nó không tản. Và nhờ thế nó sẽ có thể làm mát được cho những cái máy có cái nhiệt độ rất cao như thế này, và chúng ta có thể giữ được hiệu năng trong một khoảng thời gian các bạn chơi game là dài. Cái hay á là mặt lưng của những cái iPhone này đều đã có sẵn cái nam châm MagSafe tích hợp. Vậy nên khi chúng ta sử dụng những cái món phụ kiện như là đế sạc không dây hay là cái quạt tản nhiệt gió lạnh, cái loại hít nam châm như mình vừa nói, các bạn chỉ cần hít nhẹ vào đây cả thế là xong. Nó rất gọn gàng, rất là tiện lợi. Đấy cũng là một trong những đặc điểm mà mình khá thích trên những con iPhone như thế này. Nhưng lưu ý nhé, từ iPhone 12 series trở lên chúng ta mới có cái tính năng đó. Ok, pin thì sao? Để nói một điều, pin thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái trải nghiệm sử dụng của người dùng. Nhưng riêng về khoản pin, mình có thể tự tin để nói rằng iPhone 14 Plus nó ao trình hoàn toàn so sánh với iPhone 12 Pro Max. Dung lượng lớn hơn, tối ưu nhiệt độ tốt hơn, CPU mới hơn, ăn ít điện hơn. Và tổng hòa nhiều yếu tố như thế thì iPhone 14 Plus có thời lượng sử dụng thực tế nó tốt hơn so sánh với iPhone 12 Pro Max rất là nhiều. Và khi chúng ta mua máy cũ thì cứ thẳng thắn với nhau là những cái con mà đết quá sâu như là iPhone 12 Pro Max thì cái việc mà các bạn kiếm được những con máy có tình trạng pin còn tốt thì nó cũng sẽ khó khăn hơn so sánh với iPhone 14 Plus. Và đó vẫn là một thứ mà chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề. Ok, còn cuối cùng thì sẽ là cái camera. Riêng ở cái camera này thì nó lại có khá nhiều những cái các bạn phải suy nghĩ. Một bên là cái camera đúng theo định nghĩa, đấy là đưa lên để chụp nhưng không có tính năng gì cả. Trong cái đó với iPhone 12 Pro Max chúng ta có camera tele 2.5x này, chúng ta có thể chụp hình RAW này, quay ProRes thì chưa có nhé, đến 13 series, 13 Pro, 13 Pro Max mới có. Tức là nhìn một cách tổng thể thì iPhone 14 Plus và iPhone 12 Pro Max nó chỉ khác biệt nhau nhiều nhất ở cái ống kính 2.5x mà thôi. Lúc này nếu như các bạn có cái nhu cầu chụp zoom xa, chắc chắn là iPhone 12 Pro Max nó vẫn là một cái ưu thế. Đặc biệt kể cả là khi các bạn chụp chân dung, xóa phông các thứ nữa, có thêm cái ống kính tele thì iPhone 12 Pro Max cũng xử lý một cách tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mình bất ngờ một điều khác, đó là khi chụp trong những cái môi trường thiếu sáng ấy, thì thậm chí iPhone 14 Plus mình lại thấy có cái xu hướng xử lý hình ảnh tốt hơn, chi tiết tốt hơn, và cái khả năng xử lý vùng sáng ấy, cá nhân mình đánh giá thì nó ok hơn so sánh với iPhone 12 Pro Max. Có lẽ là yếu tố là iPhone 12 Pro Max cũng ra mắt khá là lâu và cái cảm biến của chúng ta cũng không phải cái loại nó quá xuất sắc giống như iPhone 14 Plus như thế này. Thế thì các bạn nghĩ sao? Cái điểm cộng của iPhone 12 Pro Max đó là chúng ta có chụp hình RAW. Và khi chụp hình RAW thì các bạn có thể về hậu kỳ được nhiều thứ hơn. Và lúc này thì nó sẽ dành cho những anh em mà muốn dùng một cái điện thoại đúng nghĩa theo cái kiểu đấy là vọc vạch và nghịch ngợm, cũng như là can thiệp thật là sâu vào mọi thứ để chúng ta có một kết quả tốt nhất. Còn iPhone 14 Plus thì nó sẽ dành cho phần lớn cái nhu cầu của tất cả mọi người, đưa lên bấm chụp vạch một cái thế là xong.
Có chăng chụp chân dung thì hiệu ứng nó không đẹp bằng so sánh với iPhone 12 Pro Max của tôi, nhưng liệu nó có quan trọng với các bạn hay là không? Comment nha. Đương nhiên hàng loạt những yếu tố khác như là mở khóa Face ID khi đeo khẩu trang này, chúng ta có loa stereo này, 5 MagSafe, sạc không dây 15W này, hay là sạc nhanh cắm dây thì cũng tối đa kéo được tầm khoảng 25-27W gì đó, thì nói chung là mình đã quen thuộc nhau quá rồi, chắc là mình không phải nhỏ nó lại quá nhiều. Tóm lại, giữa iPhone 14 Plus và iPhone 12 Pro Max, nếu như là bản thân mình nhé, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái máy date mới hơn. Nó có mức giá cũng chênh một khúc so sánh với iPhone 12 Pro Max đấy. Nhưng mà iPhone 12 Pro Max chúng ta lại vẫn có những cái giá trị của nó. Khung viền bền bỉ chắc chắn, camera 3 mắt, 3 ống kính, rồi chưa kể là cái ống kính camera tele để giúp các bạn chụp cận và sản phẩm hay là chụp chân dung cũng đẹp hơn. Rồi nói thẳng ra dùng một cái máy dòng Pro thì nó cũng sẽ vẫn có những thứ nó Pro hơn hẳn. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Comment xuống phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá từ Onway để chúng ta có mức giá rất thơm cho cả hai chiếc điện thoại này, và sắp tới dịp sale Giáng sinh sẽ còn nhiều deal hấp dẫn hơn nữa đấy. Thế nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.